Thưa quý vị, tác giả Đỗ Nga có bài viết Móc túi người bệnh để vỗ béo công an. Tại sao tác giả Đỗ Nga viết như vậy? Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Theo nghị quyết số 129 trên 2020 của Quốc hội khóa 14, được ban hành vào ngày 13 tháng 11 năm 2020 về việc chi ngân sách trung ương cho năm 2021 như sau. Chi cho Bộ Công an là 96.146 tỷ đồng. Vâng, xin nhắc lại là 96.146 tỷ đồng. Trong khi đó, ngân sách trung ương được phân bổ cho Bộ Y tế là 9.171 tỷ đồng. Xin lặp lại, 9.171 tỷ đồng. Như vậy tính ra cái ngân sách chi cho công an nó gấp 10,5 lần ngân sách chi cho y tế. Được biết, ngày 4 tháng 3, trên báo lao động cho biết là giá giường bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai lên tới 3,3 triệu đồng một ngày, tức là khoảng 100 triệu đồng cho mỗi tháng. Giá như vậy thì dân nào mà chịu nổi? Được biết, từ năm 1990, chính quyền Cộng sản đã luật khóa việc cho phép Bệnh viện Nhà nước thu phí dịch vụ từ người bệnh như là một hình thức kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp nói thẳng ra là nhà nước thu thuế nhưng phủi trách nhiệm lo an sinh cho người dân mà nói nôm na là thế này bộ y tế ngụ ý nói với bệnh viện công rằng tụi bay tự tìm cách móc túi bệnh nhân mà sống chính phủ không rót tiền an sinh để lo cho sức khỏe cho bọn dân đen được đâu Kết quả là đến bây giờ, bệnh viện dựa vào tình thế ngặt nghèo của người bệnh để đưa ra cái giá 100 triệu đồng viện phí cho một tháng. Được biết hiện nay, Bộ Y tế quản lý 47 bệnh viện cấp trung ương, 419 bệnh viện cấp tỉnh, 684 bệnh viện cấp huyện và tất cả các bệnh viện này đều làm như một doanh nghiệp, tức là họ phải kinh doanh dịch vụ với bệnh nhân của họ chứ họ không có nhận tiền từ quỹ an sinh của nhà nước để mà cung cấp dịch vụ y tế giá rẻ cho dân nghèo được. Được biết, người khám bằng bảo hiểm y tế tại bệnh viện chỉ được bảo hiểm chi trả theo quy định, còn những dịch vụ phát sinh mà bệnh viện tự vẽ ra thì phần đó bệnh nhân phải móc hầu bao trả cho bệnh viện. Nói tóm lại, là dù cho bạn có bảo hiểm y tế thì bệnh viện vẫn thiết kế cho bạn những cái dịch vụ ăn theo để họ móc thêm tiền trong túi bạn. Và đó là thực tế đang diễn ra với ngành y của Việt Nam. Không những ở Việt Nam mà cả trên thế giới thì nghề y là một nghề học khó và thu nhập các bác sĩ luôn là thu nhập rất cao so với mặt bằng chung của các ngành nghề khác trong xã hội tuy nhiên hệ thống bệnh viện công của những quốc gia tử tế thì dù phải trả lương bác sĩ rất cao thì họ vẫn đảm bảo miễn phí y tế cho dân hoặc là giảm giá điều trị lẫn dịch vụ để mọi thành phần dân chúng khi đau yếu đều an tâm đến bệnh viện như vậy lương bác sĩ cao mà thu tiền của bệnh nhân cực thấp hoặc không thu đồng nào thì bệnh viện lấy đâu ra tiền để mà hoạt động Xin thưa, tiền đó được lấy từ quỹ an sinh của chính phủ, được trích từ ngân sách hàng năm. Số tiền đó là nhà nước thay mặt bệnh nhân trả cho bệnh viện. Mỗi năm chính phủ sẽ trích ra một phần từ ngân sách, số tiền đó gọi là quỹ an sinh được chính phủ trình Quốc hội duyệt và cứ thế dân cứ đến bệnh viện nằm, còn nhà nước thì chi trả khoản đó cho dân. Riêng tại Việt Nam thì cái khoản này đã bị Đảng Cộng sản quyệt mất để dân tự bơi với bệnh tật. Ở tại nhiều nước giàu có thì họ lo y tế miễn phí cho dân. Còn tại các nước gần với Việt Nam thì sao? Tại cái nước mà có mức sống trung bình như Thái Lan chẳng hạn, thì nhà nước không lo chăm sóc y tế miễn phí cho dân như các nước giàu, thì họ cũng hỗ trợ hệ thống bệnh viện để giới bình dân có thể tiếp cận y tế với chi phí vừa phải, chứ không phải thả nổi để cho bệnh viện tự kinh doanh, tự siết cổ bệnh nhân như cái bệnh viện Bạch Mai kia đó là hệ thống y tế công tại các nước khác còn tại việt nam bệnh viện phải thực hiện chức năng kinh doanh dịch vụ kiếm tiền trên bệnh nhân thì nguyên nhân là do đảng cộng sản họ đặt siêu cao thuế nặng với dân chủ yếu để phục vụ cho ai vậy thứ nhất đó là phục vụ cho bọn quan tham vì nhà nước này quan lại tham nhũng trăm tỷ ngàn tỷ là chuyện bình thường thứ nhì đó là phục vụ cho công an bởi vì nhà nước này là nhà nước công an trị Hãy xem cái bản phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 thì biết, chi cho công an gấp 10,5 lần chi cho y tế. Chỉ cần đảo lại thôi, lấy cái kinh phí chi cho công an đó chuyển qua cho bệnh viện để mà học giảm giá khám chữa bệnh cho dân rồi từ đó giúp mọi thành phần nhân dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế, có phải là tốt biết mấy không? Tuy nhiên, điều đó không thể xảy ra trong cái nhà nước công an trị này qua cái cách sử dụng ngân sách vô cùng bất công giữa y tế và công an nó phơi bày lên một thực tế rằng nhà nước này đã gián tiếp móc túi bệnh nhân nghèo để vỗ béo công an mà công an thì làm chuyện gì chấp pháp ư ừ, không chấp pháp chỉ là công việc phụ công việc chính của công an là đánh dân bắt dân hành hung dân để bảo vệ chế độ cái chế độ này nó thế đấy quý vị có làm gì được nó đâu